khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 94: Học Phật phải giống như một vị Phật. Ngày nay chúng ta làm nhà học Phật, không phải là Phật học. Phật học cùng học Phật, tóm lại phải ghi nhớ, là hai sự việc hoàn toàn không như nhau. Học Phật phải giống như một vị Phật. Phật là gì? Phật là giác. Học Phật chính là học một người giác ngộ. Cái ý nghĩa này phải hiểu. Quyết định không có mê tín. Vì mê tín, vậy không phải là học Phật. Vì sao vậy? Họ không giác. Giác rồi thì không mê. Mê rồi thì không giác. Chúng ta là một người mê hoặc điên đảo. Hiện tại chúng ta muốn học một người giác ngộ. Người giác ngộ thì gọi là Phật. Phật, cái chữ này là tiếng Ấn Độ. Người Ấn Độ gọi là Phật Đà. Ý nghĩa chính là bậc giác ngộ, là người giác ngộ vậy. Những đạo lý này đều phải biết. Chúng ta ngày ngày niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn chính là vô lượng giác. Đối với tất cả thế xuất thế gian Pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai, cõi này phương khác, bạn có thể giác mà không mê. Đây gọi là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là ai? A-di-đà Phật là chính mình. Cho nên cái danh hiệu này rất hay. Bảo bạn ngày ngày niệm, đem cái tự tánh A-di-đà Phật của bạn mà niệm ra được. Tự tánh A-di-đà ở đâu vậy? Vốn dĩ là như vậy, hiện tại cũng không hề thay đổi. Vấn đề là ở chỗ nào vậy? Do bạn mê mất đi chính mình. Bạn không thừa nhận chính mình, vậy thì không còn cách nào. Bạn có thể khẳng định chính mình, thừa nhận chính mình, có thể đem cảnh giới hoàn toàn thay đổi lại, thì gọi bạn là Phật Đà. Bạn liền thành Phật rồi. A-di-đà Phật của thế giới Tây Phương là hóa thân tự tánh A-di-đà. Cái đạo lý này người biết được không nhiều. Đại sư Trung Phong khai thị ở trong Tam Thời Hệ Niệm rất rõ ràng. Tâm này chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tâm này. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Cái tâm đó rất là khó hiểu, thế nhưng Ngài đem cái tâm đó nói ra được rất rõ ràng. Tâm có đoàn nhục tâm, có duyên lự tâm, có linh tri tâm. Chân tâm là gì vậy? Chân tâm là linh tri, linh minh giác tri, là kiến văn giác tri mà trên kinh Lăng Nghiêm đã nói. Đây là chân tâm. Nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần. Nó lúc nào cũng có, nơi nào cũng có. Cho nên nếu bạn chân thật hiểu rõ, chân thật thể hội được, cũng giống như người đại triệt đại ngộ mà trong tông môn thường nói, nơi nào cũng là đạo, trái phải đều gặp, đạp phá càn khôn để tìm cầu. Khi được rồi thì chẳng phí chút thời gian. Chỉ cần bạn tìm được rồi, chỉ cần quay đầu lại, trí tuệ, đức năng, tướng hảo của bạn viên mãn đầy đủ, cùng với tất cả chư Phật Như Lai, không hai không khác, đây là chân thật. A-di-đà Phật.
Nam mô A Di